Sao bánh mì mới ăn bánh mì nha các bạn ơi. Sáu bánh mì còn bánh mì nữa các bạn ơi. Cú lu luôn. Ăn như thế luôn. Bánh mì đâu em? Như Quỳnh sẽ cho mũi coi chú thích của đàn ông. Xong mì mới ăn bánh mì nha các bạn. Ok, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại trong các clip sau. Nhớ theo dõi đăng ký kênh YouTube của Bé Sóc nhé. Bye bye.